Tôi đang quý vị kính chào khán giả của đài BON. Hai anh gửi lời chào đến khán giả của đài. Tôi là Đỗ Đăng Giao, xin kính chào quý khán giả của đài BON. Tôi Lê Hải, xin chào quý vị trở lại với chương trình Diễn đàn Tự do hôm nay. Vâng, thưa quý khán giả và thưa hai anh, hôm nay là 30 rồi. Ngày mai là 31, như vậy chúng ta chỉ còn hơn một ngày nữa, hơn 24 tiếng đồng hồ nữa thôi là chúng ta sẽ bước qua 2016. Và trước khi mà bước qua 2016, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau trao đổi về cái 2015, những cái chuyển biến như thế nào ở tại Việt Nam, những chuyển biến như thế nào về công cuộc đấu tranh, cũng như là ngay những cái chuyển biến trong cái chuẩn bị cho cái đại hội của Cộng sản Việt Nam trong thời gian sắp tới. Thì trước hết chúng ta sẽ cùng nhau nhìn lại những cái điểm đặc biệt, những cái điểm nổi nhất trong cái năm 2015 về phía nhà nước Cộng sản Việt Nam. Đầu tiên là về cái lĩnh vực về chính trị, thì chúng ta thấy có điểm nào nổi bật nhất trong cái thời 2015 thưa anh ạ? Thưa anh, những cái điểm nổi bật của 2015 đó, mà khi mà mình muốn kể ra đó thì lại cũng còn tùy xem mình là người ở Việt Nam ở hải ngoại hay là mình người ở Việt Nam ở trong nước. Tại vì người Việt Nam ở trong nước và người hải ngoại lại có cái nhìn khác nhau về những cái điểm gọi là những cái điểm nổi bật của năm 2015. Chẳng hạn như tôi sẽ kể ra Việt Nam Thông tấn xã đó là kể 10 cái điểm nổi bật của Việt Nam trong năm 2015. Nhưng mà nếu tôi đọc ra thì chắc là có rất nhiều quý vị không đồng ý với cái chuyện này. Chẳng hạn như Thông tấn xã kể như này: Đại hội Đảng các cấp thành công tốt đẹp, tăng trưởng GDP cao nhất 5 năm qua, đất nước kỷ niệm nhiều ngày lễ lớn, tổ chức thành công Đại hội đồng IPU 12, tức là cái Liên minh các nghị viện thế giới đó, hội nhập kinh tế sôi động, đột phá về kết cấu hạ tầng giao thông, lần đầu tiên tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia gọi là 2 trong 1, chuyển biến tích cực trong công tác cải cách tư pháp, thành công của thể thao Việt Nam và chuỗi sự kiện kỷ niệm 250 ngày sinh đại thi hào Nguyễn Du. Biển Đông của nước thì không nói gì cả. Thành ra cái nhìn của đây là Việt Nam Thông tấn xã, tức là cái cơ quan truyền thông mà tiêu biểu của Việt Nam, tức là các cái hãng đều lấy tin từ Việt Nam Thông tấn xã đó, mà họ kể 10 cái sự kiện như vậy đó. Thì đài BBC đó có tập hợp một số các cái nhà một số người trong nước và một số người nước ngoài đó, thì họ kể 5 cái sự kiện mà đáng chú ý nhất ở Việt Nam trong năm ngoái là ông Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng qua thăm Mỹ. Thứ hai là Việt Nam hoàn tất đàm phán kỹ thuật về TPP. Thứ ba là ông Tập Cận Bình thăm Việt Nam và phát biểu tại Quốc hội. Cái thứ tư đó là ông Nguyễn Bá Thanh qua đời. Và thứ năm là nợ công đó cao chọc trần và ngân sách cạn kiệt. Thì có lẽ là trong năm cái điểm này đó thì có lẽ chúng ta cũng có thể đồng ý được khoảng 4 điểm. Nhưng mà có cái điều nó Nguyễn Bá Thanh qua đời mà lại kể là một cái sự kiện nổi bật ở trong trong năm, thì tôi cũng không hiểu là nó như thế nào. Và nó có một cái điểm thiếu sót nữa ở trong này là những cái diễn biến ở bên trên Biển Đông đó mà lại không có không có nói. Và thứ hai đó là cái chuyện ký kết ở JPP đó thì lại không có nói. Trong khi đó báo nước ngoài đó kể 10 cái sự kiện mà nổi bật nhất trên thế giới đó, thì trong có 2 cái điểm có dính tới Việt Nam. Là thứ nhất đó là cái hiệp định TPP được ký kết. Và thứ 8 đó là cái số 9 đó là cái chuyện mà Trung Cộng xây những cái đảo nhân tạo ở ngoài phải không? Quốc tế mà người ta còn công nhận 2 cái sự kiện đó quan trọng, mà trong khi Việt Nam thì lại không có nhắc tới 2 sự kiện đó, thưa anh. Vâng, thì khi mà chúng ta thấy là những cái nhìn khác nhau về những cái sự kiện, một phía là phía của cái nhà nước Thông tấn xã của Cộng sản Việt Nam nhìn trên một cái khía cạnh của họ về những cái sự kiện nổi bật, và những cái người mà ở trong và ngoài nước, người Việt Nam á, thì nhìn những cái sự kiện liên quan đến cái tình hình Việt Nam một cái nó khác hơn, và quốc tế nhìn một cái khác. Thì thưa anh Hải, trong một trong những cái sự kiện mà các cái nhà mà đấu tranh của những người hải ngoại qua để ý và quan tâm đó, đó là cái sự kiện mà Nguyễn Phú Trọng tới Hoa Kỳ. Thì theo anh ấy, thì cái sự kiện Nguyễn Phú Trọng tới Hoa Kỳ nó đánh dấu một cái điểm gì đặc biệt trong cái sự bang giao giữa hai quốc gia
và đánh dấu một cái gì trong cái chính sách giữa Hoa Kỳ và Việt Nam? Dạ, thưa cháu thì nghĩ thì cái một cái dự đàm thoại giữa ông Nguyễn Phú Trọng và chính phủ Mỹ thì có thể là không công bố, và có thể là theo cháu nghĩ là một cái đàm thoại mà có lẽ hai bên đồng ý một cái dàn xếp như thế nào cho Đảng Cộng sản. Thì theo cháu thấy thì Đảng Cộng sản trong năm 2015 cái sự hỗn loạn và sự lo sợ về cái sự tồn tại của Đảng và những nhân vật trong hiện đại đang cầm cương chức cao trọng trong trong Đảng, có thể là đó là cái mối quan tâm lớn nhất đối với những người lãnh đạo của Đảng Cộng sản hiện tại. Thì có thể cháu nghĩ là họ có thể đàm thoại với Mỹ về một cái phương cách nào đó để cho họ, một là hạ cánh an toàn, hai là cách nào đó để Mỹ đừng có ảnh hưởng đến cái nội tình Việt Nam nhiều đến để mà ảnh hưởng cái quá trình diễn tiến hòa bình có thể người ta đoán có thể xảy ra trên Việt Nam. Thì theo cháu nghĩ đó là một cái điểm trọng. Và thứ ba nữa là cái cứu cánh về kinh tế của nước Mỹ đối với cái sự cần suy sụp của về kinh tế của nước Việt Nam. Thì có thể là những điều này đã không công bố ra, đặc biệt là những cái sự lo sợ về cái Trung Cộng đang ảnh hưởng với tới cái nền chính trị ở bên Việt Nam, thì có thể là họ có thể đã yêu cầu những cái đồng ý giữa hai bên quốc gia đã không công bố ra để giữ một phần nào đó bí mật và tránh cái sự tấn công của bên Trung Quốc về cái sự chính trị ở bên Việt Nam hiện tại. Vâng, thì trong cái bối cảnh như vậy đó thì theo anh Giao đó thì anh nhìn cái sự kiện như thế nào? Thưa anh, tôi nhìn cái sự kiện Nguyễn Phú Trọng nó là này, nó là một cái sự kiện mà nó có tính cách lịch sử, là tại vì từ trước đến giờ chúng ta đã biết là nước Mỹ đó không bao giờ tiếp đón một chủ tịch của một cái đảng nào, dù là đảng cầm quyền đi nữa, như là một vị nguyên thủ quốc gia. Tại vì nước Mỹ phân biệt rất là rõ ràng, những người trong nguyên thủ quốc gia là những vị tổng thống, những vị thủ tướng, chứ không phải là chủ tịch đảng. Trừ khi là như ông Tập Cận Bình, ông ấy là tổng bí thư nhưng mà kêu kiêm chủ tịch nước. Thì đây là một cái sự kiện lịch sử, là tại vì đây là lần đầu tiên nước Mỹ phá lệ mà tiếp một cái người chủ tịch một cái đảng chính trị với một cái nghi lễ mà dành cho nguyên thủ quốc gia. Thì đấy là một cái sự kiện có tính cách lịch sử. Nhưng mà tất nhiên là Mỹ mà làm một cái ngoại lệ như vậy thì nó phải có một cái mục đích nhất định gì. Đây là một cái sự phá lệ, là tại vì người ta, ngay cả những cái nhà quan sát Mỹ cũng rất ngạc nhiên, là tại vì đây là một cái sự phá lệ. Thì theo tôi nghĩ đó, nó có hai cái vấn đề chính. Vấn đề thứ nhất đó, là người Mỹ nghĩ rằng để cho cái mối quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ đó có thể mà tiến triển một cách tốt đẹp hơn và nhanh hơn đó, thì Mỹ không có thể nào chỉ có thể tiếp xúc với những người mà gọi là trong cái nhiệm phần vụ hành chánh, chẳng hạn như ông Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng hay là ông Chủ tịch nước. Mà ở đối với Việt Nam cái tình hình nó đặc biệt là cái người mà chủ tịch đảng ấy, nó cũng có cái quyền hành rất là lớn ở trong nước. Thành ra Mỹ bây giờ thực tế hơn nói là bây giờ đó là phải thương lượng với tất cả mấy phe ở trong Việt Nam chứ không phải là vậy. Và cái vấn đề mà trong cái cuộc tiếp xúc với Nguyễn Phú Trọng này, tôi nghĩ cái điểm quan trọng nhất mà Nguyễn Phú Trọng muốn nghe đó là cái chuyện Mỹ cam kết là Mỹ không hề có ý định là muốn thay đổi chế độ ở Việt Nam. Thì cái đó là tại vì từ trước đến giờ Việt Nam vẫn e dè cái chuyện là nếu mà đi với Mỹ thì sợ mất đảng. Thành ra cái tôi nghĩ cái điểm quan trọng nhất mà khi mà Mỹ mà tiếp ông Nguyễn Phú Trọng là để trấn an ông Nguyễn Phú Trọng rằng là Mỹ không có ý định là muốn thay đổi chế độ, tức là Mỹ sẽ không ủng hộ những cái chuyện, những cái hoạt động mà để thay đổi cái chế độ. Thì tôi nghĩ là như vậy. Vâng, thì khi mà chúng ta thấy là cái sự kiện khá nổi bật là cái sự kiện mà Nguyễn Phú Trọng qua Mỹ. Tại vì thật sự ra là cái chuyến đi của Nguyễn Phú Trọng nó đã được chuẩn bị từ năm 2013. Và khi mà Nguyễn Phú Trọng tới Hoa Kỳ thì người ta cho rằng đó là một sự đánh dấu một sự chuyển biến trong cái quan điểm của cái Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Hoa Kỳ và đối với cái sự bang giao giữa Hoa Kỳ và
giữa Việt Nam Hoa Kỳ và giữa Việt Nam và Trung Cộng, thì cái đó là một cái dấu mốc mà có thể nói như anh nói là một dấu mốc lịch sử. Và khi, những cái điểm mà chúng ta thấy được trong 2015 qua, nhà nước Cộng sản Việt Nam thì nói rằng cái PGV nó cái mức tăng trưởng đạt được cái thành công. Thế nhưng mà thực tế thì chúng ta thấy là nó có sự kiện là nhiều thành phố đã không có đủ tiền để mà trả. Vậy thì theo như anh Hải đó, thì anh cho rằng cái sự kiện kinh tế của Việt Nam trong 2015 này vừa qua nó như thế nào? Theo cháu thì có những lần trước mình cũng có nói là một số thành phố ở Việt Nam, cái ngân sách của thành phố và tỉnh đã cạn kiệt, phải xin tiền bổ sung trên trung ương xuống, và cái số tiền thu vô thì không đủ để trả lương, và nhiều khi phải phải thiếu nợ những người mua, những người bán hàng để mà có tiền mà trả lương cho nhân viên. Thì có nói như là bây giờ cách xoay sở trên cái sổ sách để mượn từ bên này đắp qua bên kia để mà còn tồn tại trong cái ngân sách của những cái vùng đó. Thì bây giờ cho thấy là bây giờ thì cái thật sự cái thể chế, cái cách làm việc của họ không có, là những người không có đủ tư cách để có những cái học vấn hoặc kiến thức để làm những cái công việc xây dựng những cái công ty hoặc những cái thể chế đó, thì càng ngày đó nó vừa bị lũng đoạn về cái phần mà hối lộ hư, và những nguyên nhân viên làm việc không có đủ tiêu chuẩn, thì bây giờ càng ngày nó sẽ càng xảy ra những cái chuyện đó lớn hơn, và có thể ngân sách càng ngày sẽ càng thâm thủng, và vẫn những việc mà cho những người cầm quyền trong những cái thành thị có quyền đứng ra làm tổ chức những cái cuộc đấu giá hoặc là xây dựng những công trình, thì những người đó đã cố ý xây ra, đưa ra những công trình để mà rồi để có những cái cơ hội họ thúc ruột những cái công trình đó, và những công trình đó được đưa ra với cái mục tiêu là sau có cơ hội để người ta kiếm tiền bên ngoài lề của những cái công trình đó, và cái công trình đó thì thường thường thì nó cũng trở thành một cái thất bại trong dần dà sau này, vì cái mục đích của người họ đã làm việc đến như vậy rồi, thì cái thành ra cái thất bại từ từ nó sẽ thành trở rộ hơn. Còn đối với anh nhìn về cái vấn đề kinh tế của Việt Nam trong năm 2015 như thế nào? Nếu mà mình nghe và tin vào cái báo cáo đó, thì cái mức tăng GDP của Việt Nam trong năm 2015 tương đối là cao. Thế nhưng mà nó lại có một cái nghịch lý rằng là nếu mà kinh tế mà cao mà phát triển như vậy á, thì vấn đề tài chính đó nó cũng sẽ được cải thiện. Thế nhưng mà nó lại có một cái vấn nạn là cái vấn đề tài chính của Việt Nam, nó cái tình trạng tài chính của Việt Nam bây giờ nó đang ở tình trạng rất là bi đát. Là tại vì bây giờ đó, cái số gọi là cái số nợ công ấy, nó cao quá, nó gần tới cái trần rồi. 65%. Dạ, bây giờ và cái ngân sách bây giờ đã cạn kiệt, và nó tất nhiên là có hai cái thành phố họ đã tuyên bố là bây giờ họ không còn tiền gì hết và phải giữ ấy. Thì rõ ràng á, là kinh tế, mức tăng trưởng kinh tế thì tốt, nhưng mà tại sao mà lại cái tài chính nó lại kiệt quệ như vậy? Tôi nghĩ rằng là tại vì rằng là cái chi tiêu vô tội vạ, như anh một phần cũng như anh Hải đã nói đó, là những cái đầu tư thì nhiều, xài tiền thì nhiều nhưng mà không có kết quả, không có thuế. Tiền của tiền mà ngân sách của chính phủ là ở đâu ra? Là ở thuế. Nhưng mà không có tiêu ra thì nhiều nhưng mà thu thuế lại đó, tôi nghĩ là không bao nhiêu. Thành ra cái cũng người ta cũng đã từng nói rằng là cái GDP đó nó cũng chỉ là một cái mức đo thôi, nhưng mà nó không phải là tất cả đâu, không phải là cứ GDP mà tăng trưởng đó là cái gì cũng tốt cả. Thì cái trường hợp Việt Nam này là một cái trường hợp điển hình là GDP ở cái thời điểm này mà GDP của Việt Nam như năm nay là tương đối khá, nhưng mà tình trạng tài chính thì lại kiệt quệ, là tại vì chi tiêu thì nhiều mà thu nhập thì không có. Mà thu nhập không có nghĩa rằng là sản xuất, là tại vì 50% các cái xí nghiệp sản xuất của Việt Nam bây giờ ở trong tình trạng rất là bết, là tại vì họ không có tiền để họ chi tiêu gì cả. Và như vậy đó thì một phần đó là do thất thu
về thuế nữa. Thành ra cái tình trạng nó cạn kiệt. Thì nó ra đây là một cái nghịch lý. Báo cáo GDP thì rất tốt, mà báo cáo về tài chính thì lại rất là bết bát. Vâng, thì chúng ta thấy thì hai thành phố như Bạc Liêu và Cà Mau á, thì đã tuyên bố hết tiền rồi. Rồi Hải Phòng và Đắk Lắk á, thì công bố là hết tiền trả lương cho nhân viên ở bệnh viện. Và Gia Lai thì cũng hết tiền trả lương cho giáo viên. Và cái nhà nước Cộng sản Việt Nam đã phải in ra tới 33.000 tỷ để mà tung vào cái thị trường. Và đã bán ra công cổ phiếu là 3 tỷ Mỹ Kim để mà lấy tiền mà xài. Thì cái nợ công thì nó đã lên tới 65% của GDP. Thì đây là một cái viễn ảnh thật sự cho đến giờ phút này cái nền kinh tế Việt Nam rất là bi đát. Thưa anh, một cái bằng chứng cụ thể của cái chuyện mà chi tiền một cách vô tội vạ đó là chúng ta đã được nghe qua về một số cái dự án mà xây cất đó, chẳng hạn như tượng đài hay là cái gì đó phòng à, tốn hàng mấy trăm tỷ, mấy chục tỷ hay là bao nhiêu tỷ đó, mấy ngàn tỷ. Mà thì trong khi đó thì là trong khi đó tiền đó để dùng vào những cái chuyện mà nó cần cấp hơn nhiều đó thì lại không có, mà các cái địa phương đó thì vẫn thi nhau làm những cái công trình mà chỉ là nó chỉ là làm đẹp cho cái địa phương thôi, mà nó ngoài ra nó không có một cái thực dụng giá trị sản xuất gì hết. Thì cái đó mà nó là cái lý do mà tại sao đó mà ngân sách nó cạn kiệt, mà thuế thì không có, những cái đó làm gì có thuế má gì đâu. Mà trong khi đó, nhưng mà chúng ta đã biết, như anh Hải đã nói đó, cái chuyện ai cũng biết là các cái quan chức Việt Nam từ lớn tới nhỏ chỉ thích làm công trình mới thôi. Là tại vì đấy là cái cách mà người ta làm giàu nhanh nhất. Cứ 15-20% cái trị giá của mỗi công trình thì chúng ta biết là thâu được bao nhiêu tiền, thưa anh. Thì thưa quý thính giả, anh em chúng tôi sẽ trở lại trong phần thứ hai để phân tích thêm một số những điểm đặc biệt trong cái năm 2015. Xin quý vị tiếp tục giữ màn ảnh.